Dạ, xin chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, thì hôm nay em không có thời gian để lên mấy cái cặp lục bình cả nhà. Thì hôm nay cũng có khách hỏi nhiều về cái vấn đề là cây lục bình là bằng cây mai ha. Thì hôm nay em lên 4 cặp nha cả nhà. Với giá cũng rất là ưu đãi trong mùa dịch luôn. Chỉ tầm giá 1 triệu rưỡi, 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi thôi cả nhà. Nói chung là cây rất là đẹp. Tuy nhiên là do mùa dịch nên tụi em cũng đã giảm giá hết sức mình để cho mọi người có những cây mai chơi với giá thật rất là hữu nghị ha. Thì bây giờ em lên bắt đầu từ cặp mã số 5 nha cả nhà. Đây là cặp mã số 5, cây cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ đo chiều cao cho cả nhà mình cùng xem nha. Chiều cao là nhiêu? 100 hả? Chiều cao là 100 nha cả nhà. Mỗi một cái bình như vậy thì làm khoảng 24 cây mai. Thì cái cặp này cái bụng rất là to cả nhà. Nhìn rất là đẹp và đặc biệt là cái cây mai nè, ở trên nè, rất là sum xuê ha. Đó, em quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Rất là sum xuê luôn cả nhà. Rồi đây là mỗi một bên là 24 cây mai nha. Thì cái loại này á, là hai cái này là 48. Khi em ship á, thì em sẽ ship luôn cái chậu cho chúng ta luôn nha. Cặp này em bán với giá chỉ 1 triệu rưỡi và em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha cả nhà. Thì đến nơi chúng ta kiểm tra hàng đúng hàng rồi thanh toán ngay nhân viên bưu điện nha. Đó. Đây thì kích cỡ thì em cũng đã đo hết rồi cho nên mọi người cứ chạy quay trong cái video á cả nhà. Nhìn lúc nào nó cũng khác bên ngoài cho nên là em có báo thông số thì cả nhà xem giúp em nha. Cặp mã số 5 em bán với giá là 1.500.000 sẽ bao phí vận chuyển nha. Đây và một cặp bụng bự nữa cả nhà. Đây là cặp mã số 6 ha. Mà cặp mã số 6 thì nói chung là cũng làm từ mỗi một bình như vậy là 24 cây mai nha. Nói chung là làm cũng rất là cực cả nhà chứ không phải không phải, nói chung là làm cũng rất là lâu á. Nó mới được cái cặp đẹp như thế này. Thì cái cặp này thì nó khác hơn những cái cặp lần trước em bán thì có một sự điều chỉnh hơn. Đó chính là cái cổ nó cao và nó dài hơn. Cái nghệ thuật cái cổ này nhìn nó đẹp hơn mấy cái loại cổ kia nha cả nhà. Đó. Còn mấy lúc trước thì cái cổ nó không có đẹp bằng vậy đâu. Còn bây giờ hôm nay thì nói chung là cũng từ từ làm rồi chúng ta rút kinh nghiệm á cho nên làm ra những cái bình nó đẹp hơn lúc trước ha. Rồi. Cặp này em bán với giá là 1.400.000 nha cả nhà. Trời ơi bệnh luôn rồi. Rồi xin mời đo cái chiều cao cho cả nhà cùng xem nha. Cặp này cao là 90, 91. Thì cặp này em bán với giá 1.4 triệu thôi nha cả nhà. 1.4 triệu em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó cả nhà nhìn thấy cái nghệ thuật làm cái đợt này thì nó đẹp hơn ha. Cái miệng bình thì nó xòe hơn cả nhà. Rất là đẹp. Rồi 1.4 triệu bao ship nha. Tiếp tục là cặp mã số 7 cả nhà. Đây cặp mã số 7 nha. Đó thì cũng là 24 cây một bình là 2 bình 48 cây. Rồi mình đo chiều cao cặp số 7 nha. Rồi cặp mã số 7 là gần 1m cả nhà, 98. Đó, hai cái cặp đó đều nhau như thế này ha. Rồi cặp này em cũng bán với giá 1 triệu tư luôn nha cả nhà. 1 triệu tư em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, rất là đẹp nha cả nhà, nhìn thấy cây nè. Cây nó xum xuê hết rồi. Này làm thì cũng thời gian dưỡng rễ được xong rồi chúng em mới bán lại bán cho khách á. Nói chung cây nó cũng cứng cáp rồi cả nhà. Rồi tiếp tục là cặp mã số 8. Đây cặp mã số 8 là cái cặp cái cổ nãy em nói với cả nhà đó. Nó có cái thay đổi hơn là cái cổ nó to hơn và cái miệng bình của nó xòe hơn cả nhà. Đó thì từ từ nghiên cứu em thấy nó sẽ đẹp hơn các cái bình trước ha. Nói chung là cũng tùy ý thích thôi. Ví dụ như chúng ta thích cái cặp cổ lùn thì là cặp mã số 7 vừa rồi ha. Còn ai cả cặp cổ cao là cái cặp này đây. Rồi bây giờ em sẽ đo chiều cao cặp này nha. Rồi cặp này 1m nha cả nhà. Cặp này em bán với giá 1.500.000 nha. 1.500.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Rồi đó là những cái cặp lọc bình mai em giới thiệu với cả nhà từ cặp số 5 cho tới cặp số 8. Với giá thì cũng thật sự rất là hữu nghị và cũng đã bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Ai thích cái cặp nào thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Và nếu thì thích kênh thì xin hãy mọi người hãy bấm cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho vườn mai nhà em nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.